Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới thuộc với lại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Với dự án này thì có 12 căn và đã bán được 4 căn, còn lại thì là 8 căn. Và ở đây mặt ngoài thì chỉ còn duy nhất một căn nhà này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị. Với hướng nhà của căn nhà này thì là hướng Tây Bắc, diện tích là 35m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, đường ngõ trước nhà, hai xe ô tô tránh nhau, quý vị có thể nhìn thực tế, có thể kinh doanh nhỏ tại đây mọi người nha. Và từ vị trí căn nhà này, nó cách với trục đường quốc lộ 21B, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 150m thôi. Giao thông đi lại khá là thuận tiện so với mặt bằng khu vực. Và cái căn nhà này thì mặt tiền của ngôi nhà là 3m8, mặt hậu của ngôi nhà là 3m8 và chiều dài là 9m3, hướng nhà là hướng Tây Bắc quý vị nha. Một số cái video mà trước đó thì cũng có những quý khách hàng góp ý với Ngọc Ánh là nên đọc cái thông số nhà theo cái chiều dài, chiều rộng ấy. Thì thực ra ấy, có những căn nhà Ngọc Ánh nhớ và cũng có những căn nhà Ngọc Ánh quên, thì rất mong quý vị thông cảm nếu như quý vị nào quan tâm, thực tế là quan tâm thì quý vị có thể add Zalo em và em có thể gửi sổ đỏ trước cho quý vị cảm giác ưng thì mình đi xem nha. Từ vị trí của cái căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn là cách với lại ngã ba Ba La Hà Đông, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 4,5 km và nó cách với lại trung tâm của Hà Đông nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 km mọi người nha. Đó là Ngọc Ánh chia sẻ rất là thực tế, quý vị có thể cân đối, và nó cách với khu đô thị Thanh Hà khoảng tầm 4 km mọi người ạ. Căn nhà này cách với khu đô thị Thanh Hà 4 km và đang trong cái quá trình hoàn thiện, thì nó chỉ còn 5% nữa thôi là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn. Với mặt tiền của ngôi nhà 3m8 nó cũng rất là rộng mọi người ạ. Và căn nhà này thiết kế ra sao? Đây Ngọc Ánh đang đứng, đó chính là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây là cái khu vực để xe mọi người ạ. Với cái phần hoàn thiện điện nước thì đã xong, gần như là xong chỉnh chu rồi. Gạch lát nền kích thước gạch là 60-60 vân đá. Phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong nó là cửa nhôm kính. Với cái phần tầng 1 ở đây nó rất là thoáng, bởi vì sao? Căn nhà này chủ đầu tư thiết kế rất là chỉnh chu và cẩn thận, tỉ mỉ với cái phần tầng 1 như quý vị nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh ở đây nhá. Đây ạ, đây chính là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Đó, chủ đầu tư thiết kế ở phía trên tầng 2 nó là thiết kế một cái tầng gác lửng, cho nên là để hẳn một cái khoảng không ở phía dưới tầng 1 này rất là rộng, khu vực để xe riêng. Đó chính là phần review của cái phần tầng 1 này rồi. Mời mọi người theo em vào phía bên trong của căn nhà, đó chính là cái không gian phòng bếp. Căn nhà này thì điện chưa thực tế là lắp vào mọi người ạ, cho nên là trên video mọi người có thể nhìn hơi tối thì quý vị có thể thông cảm giúp Ngọc Ánh với nhá. Đó. Với cái phần phòng bếp đã được hoàn thiện cũng khá là chỉnh chu. Tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ sồi ngang, mặt bếp là ốp đá đen granite và xung quanh bếp thì ốp gạch bông mọi người ạ, gạch bông trang trí. Đấy, chậu rửa, vòi rửa đều được lắp rồi. Phụ kiện bếp đây, inox 304. Vị trí căn nhà này ưu điểm lớn nhất của nó đó là đường rộng, hai ô tô tránh nhau. Nhược điểm của căn nhà thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn với quý vị, nhược điểm của căn nhà này nó rất là gần một cái đình mọi người nha. Đình ở đây gọi là đình Kỳ Thủy. Đó, nó là cái đình của thôn mọi người ạ. Tuy nhiên thì nếu như quý vị nào mà không phong thủy thì với cái căn nhà này đường to ngõ rộng thông thoáng mênh mông thế này thì mọi người có thể cân nhắc được. Ngoài cái phần khu vực để xe, ngoài cái phần khu vực phòng bếp thì ở đây còn có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của căn nhà thì đáp ứng cho quý vị với cái tầng 1 này thì nó chỉ đơn giản là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà thôi. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, cổ trụ cầu thang, tay vịn đây mọi người có thể nhìn luôn. Toàn bộ là chất liệu gỗ lim rất là chắc chắn. Mặt bậc cổ bậc cầu thang thì là ốp á đen cổ trắng. Đây Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể đường hướng giá thông số nhà của cái căn nhà này. Mời người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Ngọc Ánh bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi. Đây chính là cái phần khu vực phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, với phần phòng khách của ngôi nhà thiết kế trần rất là cao, trần 3m7 mọi người nha. Từ cái khoảng khách ở dưới lên đến trên tới trần nó là 3m7. Ở cái phần cầu thang, ở cái phần phòng khách này thì cũng được lắp thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện và ở đây có một cái móc quạt trần. Cửa sổ đây, cửa sổ ở lô góc ra phía bên ngoài rất là thoáng mọi người ơi. Mọi người có thể nhìn thực tế giúp em, cái không gian phòng khách này rất là rộng, thiết kế theo cái không gian mở và thiết kế theo cái kiểu hiện đại ấy mọi người, nó rất là thoáng luôn. Đó,
cái ưu điểm của căn nhà Ngọc Ánh cũng đã nói, nhược điểm của căn nhà Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ, mọi người cứ cân đối cái khoảng tài chính. À, và cái căn nhà này giá chào bán hiện tại của chủ nhà là 2.580.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu nhá. Dưới cái phần ngăn cách cầu thang và phần phòng khách ở đây thì chủ nhà có lắp cho mình một cái kệ trang trí ở đây mọi người ạ. Kệ gỗ, gỗ công nghiệp thôi nhưng mà cũng nói chung về cái độ bền này nó cũng khá là lâu. Tiếp theo mời quý theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cầu thang ở giữa và hai phòng ngủ hai bên. Mời quý theo em sang cái căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà này. Phía căn phòng ngủ đầu tiên đây mọi người ạ. Đây quý vị nhìn thực tế giúp em. Có ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây ạ. Căn nhà này rất là thoáng. Đó. Đây mọi người có thể nhìn cái review chi tiết cái đình ở phía trước đây mọi người nha. Đó, quý vị nào không mê tín về phong thủy quá thì mọi người có thể cân đối được cái căn nhà này, bởi vì nó rất là thoáng, đường nó rất là rộng, có thể kinh doanh nhỏ. Đó. Đây. Cửa mở ra ban công, tất cả các phòng đều được lắp ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Với cái phần tầng 3 của ngôi nhà thì chủ lát gạch, ốp gạch cho mình là cái kích thước gạch là gạch 60-60 vân gỗ. Cửa đây. Cửa tất cả các phòng ngủ được thiết kế toàn bộ là cửa nhựa composite mọi người nha. Đó, chống cong vênh mối mọt. Đây là nhà vệ sinh ở phía bên trong. Đây, phía bên trong tầng 3. Nhà vệ sinh này thì chưa lắp đặt đầy đủ thiết bị vệ sinh cho mình đâu. Tuy nhiên thì chủ đang trong cái quá trình lắp rồi mọi người ạ. Đó. Với theo hiện trạng nhà thì Ngọc Ánh quay như thế nào thì có như thế đấy thôi. Mọi người có thể để cân nhắc. Ngọc Ánh vẫn cứ luôn tư vấn với tất cả quý khách hàng, quý cô chú gọi điện cũng như là anh chị và các bạn gọi điện cho Ngọc Ánh để tư vấn thì Ngọc Ánh sẽ có sao vì cái căn nhà nói vậy. Ví dụ hỏi có lỗi phong thủy gì không, có thì Ngọc Ánh sẽ nói là có, và không thì sẽ có nói là không. Cho nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm. Đây, phía căn phòng ngủ ở phía trong tầng 3 đây cũng rất là thoáng. Và ở cùng 12 căn này thì có cái căn giá chào bán thấp nhất là 1.920.000.000. Diện tích thì cũng từ 34-36m mọi người nha. Có cái căn mặt ngoài này thì là giá là 2.580.000.000 đồng thôi. Còn vẫn có căn ở phía bên trong thấp hơn 1.920. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà rồi. Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý vị theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế thêm một cái căn phòng ngủ ở phía đây mọi người nha. Ở phía bên trong. Căn nhà này thì nó chưa có điện đầu vào cho nên nó hơi tối. Đó. Còn thực tế để mà nó nếu như không bật điện thì cái ánh sáng vào trong ngôi nhà này nó cũng vẫn là đầy đủ mọi người ạ. Đây, cửa nhựa composite. Và phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế tiếp theo. Ở đây là còn có một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 4 cũng như là quý vị có thể để máy giặt ở đó. Và phần còn lại, đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Nhìn tổng quan khu vực thì để mà nói với cái vị trí của cái căn nhà này, Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn với mọi người. Nếu như mà nhìn xa xa thì có thể thấy khu đô thị Thanh Hà. Đó. Và quý vị, em sẽ chia sẻ luôn từ vị trí căn nhà này mà lên tới cầu Tráng Hà Đông thì nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng 9 đến 10 km. Quý vị cứ cân nhắc, cái quãng đường Ngọc Ánh chia sẻ rất là thật, không câu like, không câu view. Mất thời gian của mọi người, ai thời gian cũng là vàng là bạc thôi. Và cái view của đây, nếu mà đứng từ trên tầng 4 đây là cái đình Kỳ Thủy mọi người ơi. Đây quý vị có thể nhìn thực tế giúp em luôn. Nhà có sao thì tất nhiên là vẫn có người nọ người kia, vẫn có người không bao giờ chấp nhận đây là cái lỗi phong thủy. Nhưng có những người thì yêu mến cái không gian như thế này. Thì mọi người có thể liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, căn nhà này diện tích 35m², hướng nhà là hướng Tây Bắc. Giá chào bán 2.580.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau.